Trước hết, Hailey xin chào cả nhà thân yêu của Hailey. Từ bấy lâu nay đã yêu thương Hailey và theo dõi Hailey, thì những người mà yêu thương Hailey bấy lâu nay theo dõi Hailey thì cũng đã biết Hailey như thế nào rồi. Nhưng mà Hailey nghĩ là có một người chị này tên là Thi Nguyễn không có hiểu Hailey, cho nên mới nhắn tin. Thì chị ấy cũng gọi là bình luận á. Thì Hailey đọc thì Hailey suy nghĩ là chắc mình cũng không có nên giải thích để làm gì, nhưng mà vì cái chữ mà chị ấy nói á cũng đâu đó làm cho Hailey đau buồn đó, thì Hailey nên làm một cái video này, cũng muốn gửi lời đến chị là nhắn tin cho chị biết là em đạo Phật. Trước hết, em đạo Phật. Em đạo Phật là từ nhỏ đến lớn, mỗi chủ nhật đều đi đến chùa với ba em hết. Tuy đạo Phật họ không có bắt buộc mình như bên đạo Chúa là phải đi chùa đi, tại vì Hailey biết là đạo Thiên Chúa là mỗi chủ nhật là phải đi đến nhà thờ, đúng không ạ? Nhưng đạo Phật thì họ đâu có bắt buộc mình là phải đi chùa, nhưng mà đi là tự theo cái tâm của mình đi. Thì là Hailey đi là như ba Hailey cứ mỗi chủ nhật là hai cha con đi chùa, in băng đĩa kinh ra đem phát cho bà con ở chùa đó. Ba Hailey á, mỗi ngày đi làm về mệt nhưng cũng gán ngồi, bệnh tật nhưng mà cũng gán ngồi in ra băng đĩa đạo Phật để mà chữ chủ nhật để có đủ số lượng để phát cho bà con về coi. Hồi xưa lúc đó là chưa có YouTube nổi lên, và có YouTube nhưng mà có một số người ông bà cô chú họ lớn tuổi họ chưa biết coi YouTube đó, thì họ còn lúc đó còn coi băng DVD rồi đó. Hay là ba Hailey là chuyên gia đăng in ra DVD để mà phát cho bà con coi. Còn Hailey á đã biết làm phước từ nhỏ thưa chị. 16 tuổi là lần đầu tiên ra tuổi đời, 16 tuổi đi làm múc cà rem thứ bảy chủ nhật là cuối tuần đó, làm kiếm thêm để tự nuôi bản thân. Và mỗi lần mà ba mẹ gửi tiền đi cứu ai đó hay là gửi tiền đi chùa cúng á, cũng được có phần của Hailey góp vô. Và mỗi lần chuyến đi về Việt Nam á, Hailey á đi đến những nơi mà nhà mồ côi và những cái nơi mà ông già ông bà già mà bị gia đình không có nè, rồi bị con cái không nhìn cũng có nè, gọi là cái chỗ mà chạy cái chỗ mà tập trung những người già và đau bệnh rồi đó, là Hailey và em họ Hailey đều đi đến đó để mà cứu trợ giúp đỡ, lấy những cái đồng tiền của mình ra để mà mua sữa, mua tã, mua thuốc, mua dầu và cho thêm tiền mặt để có muốn ăn gì thì ăn. Và cứ là từ lúc 16 tuổi là Hailey đã biết làm phước từ lúc đó. Và tính tiền của Hailey đi làm cuối tuần, rồi gần sau đó làm đem tiền mình ra để mà cứu. Rồi á, lướt Facebook á, mà thấy ai bệnh này kia nọ mà ở Sài Gòn á, là Hailey đều nhờ em họ của Hailey đem đồng tiền của Hailey đến tặng nơi để mà giao cho người đó. Cái lúc đó là chưa có như bây giờ mà họ cứ bắn cái chuyển tài khoản và bắn cái chuyển tài tán vào đâu. Lúc đó là cũng phải đi tới một cái văn phòng để mà làm giấy tờ gửi tiền về Việt Nam. Là những cái giai đoạn như vậy mà Hailey đã làm từ lúc làm YouTube tới giờ. Nó chưa có đồng nào. Và từ lúc mà có được tiền YouTube trả, là những cái đồng tiền lần đầu tiên Hailey lãnh là 423 đồng, là Hailey đã gửi trao tặng hết cho chị Thi Nga để mà cứu trợ Covid ở Việt Nam. Và không những cho chị Thi Nga không, mà kênh của anh Khương Dừa Hailey cũng có cứu trợ, và kênh của chú Tấm Sang DBS Hailey cũng có. Và lúc trước thì Hailey cũng có gửi cho chị Hằng, rồi sau này chị Hằng biết Hailey á, chị Hằng không có nhận nữa, tại chị Hằng thấy hoàn cảnh của Hailey không có khá giả gì trơn á, rồi bệnh tật nữa, cho nên chị Hằng không có nhận nữa. Đó. Chứ hồi lúc trước là Hailey là gửi cho chị Hằng đó. Và không những những cái đó không, là tự
Tai Hé Lì cũng gửi về những cái kênh nhỏ nhỏ để mà cho chút chút này chút nọ, nhưng mà Hailey thì đâu có làm ra tiền đâu, nhưng mà Hailey vẫn cho thôi nó. Nhưng mà mấy cái này Hailey đâu có kể, đâu có đăng lên từng clip là ồ hôm nay Hailey cho chỗ đó đó mọi người ơi, ồ hôm nay Hailey cho chỗ đó đó mọi người ơi, Hailey đâu có đăng lên làm gì. Và nói về đạo Phật á, Hailey nghĩ Hailey biết rõ rất nhiều. Cái bệnh của Hailey á, Hailey biết là kiếp này Hailey không làm gì nên tội, Hailey cũng đã nói rồi, con kiến Hailey còn không dám giết, Hailey phải phủi nó đi. Cái con bọ nó bay, nó leo vô chỗ cái phòng nè, nửa đêm Hailey còn kêu chồng Hailey ngồi dậy nè, lấy cái tờ giấy vậy nè, bóc bóc nó lên đem ra ngoài trước thả nó. Nó bắt chồng Hailey thức nửa đêm mà còn phải đem đi thả nó, chứ không phải là lấy đồ đập cho nó chết rồi, không có. Cho nên Hailey biết cái kiếp này Hailey không có làm nên tội thôi chị. Còn cái bệnh tật của Hailey á, Hailey biết đây là cái kiếp trước của Hailey còn tội để lại, cho nên Hailey mới chấp nhận. Hailey chấp nhận cho nên Hailey mới đang sống tốt và tốt hơn để chuộc đi cái tội lỗi lầm hồi kiếp trước mình làm. Chứ Hailey biết bản thân Hailey biết rõ là kiếp này Hailey không có làm gì nên tội, Hailey biết rõ. Còn vô tình cái video mà Hailey nói là không có tiền bo này kia nọ, dạ thưa chị em không có tính toán đâu chị, em không phải là một người tính toán đâu chị, bạn bè em chơi với em đều biết em hết chị, em cho nhiều hơn là em nhận, em không có thích nhận nhưng mà em cho nhiều hơn đó chị. Hồi bữa đó là vô tình là tới cái like của chồng Hải Lì, và cái người mà tới mà giúp mà để mà vô bọc rồi đó, tự nhiên họ đi thì vô tình nó là Hải Lì là nó là ồ mấy nay không có tiền mặt nữa thôi, gọi sẵn cái người đó đi, may mắn quá không có tiền bon này kia nọ. Hải Lì nói để dựng lên một cái clip để cho nó vui, để cho nó có cái gì đó để mà mình nói chuyện, tại vì thấy cái trường hợp nó tự nhiên nó vô tình, nó đúng lúc tới chồng phiên chồng Hải Lì tới, cái người mà để giúp bỏ hàng vô trong cái bịch họ đi mất tiêu, thì tự nhiên Hải Lì muốn dựng lên câu chuyện để nói. Chứ thật sự gái tỷ có người đó đứng ở đó thì mình không có tiền mặt, mình cũng có thể để tiền bo vô thẻ ở bên Mỹ, mình đi nhà hàng mình trả tiền, mình ăn mình để tiền bo vô thẻ, mình trả tiền thẻ thì mình để tiền bo vô thẻ. Còn mình không để tiền, mình không để tiền bo thẻ, có tiền mặt thì mình để riêng cũng được, cái đó là tùy theo mình. Nó tóm lại là cái đường nào cũng có hết. Và đi ăn nhà hàng ấy chị, người ta cho cái option đó 10%, 15%, 18%, 20%, em cho 25% đó chị. Vì em hiểu được cái người mà làm họ cực khổ như thế nào. Giống như chị em làm nail cũng là nhờ tiền thiếp đó chị, cho nên em biết được tiền thiếp nó rất là quan trọng. Cho nên lúc nào á ăn á, em cũng kêu chồng em cho hơn 20% hết, là hơn cái mức là maximum quy định của nhà hàng luôn đó chị. Thưa chị, em nghĩ cho người khác là tại sao từ nhỏ đến lớn ba em cứ gieo cái hạt giống trong đầu của em là mình sống là mình phải biết nghĩ cho người khác, chứ mình đừng có nghĩ cho cái bản thân của mình. Mình người ta gặp như thế nào là mình phải bỏ cái bản thân của mình vô trong cái chỗ của người ta để mà mình mới biết được cái cảm giác người ta như thế nào, để mà mình thương người ta. Đó là em sống mình chỉ mới nghĩ cho người khác, là lúc nào ba em cũng gieo cái hạt giống nó vô đầu em đó chị. Cho nên nhiều người họ hạ tiện, họ đi nhà hàng em thấy người ta cho 1-2 đồng thôi à, cho theo đầu người. Còn em lúc nào cũng kêu chồng phải cho nhiều hơn cái số 20% mà nhà hàng quy định đó chị. Là chị biết bên Mỹ 20% là rất là nhiều, tại vì 100 đô là hết 20 đô rồi. Còn em phải cho 25 đô em mới chịu đó chị. Chứ đừng có nghĩ là tiền bo cái chỗ đó có bao nhiêu đồng đâu mà em phải tính toán với chị hả? Thì vô tình thấy Ly nói chơi như vậy thôi mà không ngờ chị lại nói, chị lại hiểu lầm á, chị lại nói thấy Ly như vậy như vậy, thì thấy Ly cũng bỏ qua. Dòng mình làm YouTube mà ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, mình không có để tâm. Nhưng mà chị nói là làm em đừng có tính toán này kia nọ để cho bớt nghiệp tội của mình đi, thì cái đó nó rất là làm cho em đau. Em không có tính toán đâu chị, bản thân em biết em cho nhiều hơn là em nhận đó chị. Cho nên chị nói em tính toán em cũng không có màng gì, nhưng mà chị đừng có nói làm như thế này kia nọ đừng để cho bớt cái nghiệp tội của em, cái đó rất là xúc phạm em chị.
YouTube em làm không có tiền chị. 3-4 tháng em chưa lãnh nữa là chị. Chị cứ vô tình là lần đầu tiên em lãnh là tại vì lần đầu tiên trong cái YouTube của em có sự xuất hiện của chị Hằng Kali và chị Thúy Nga. Tự nhiên em mới được YouTube trả tiền. Và em cũng đó nói là cái đồng tiền nó không phải là của em. Cho nên em mới đem gửi tặng chị Thúy Nga cho về Việt Nam Covid hết. Tại vì cái đó là em không có hưởng. Tại vì em muốn chính. Thế tỷ mà YouTube mà các chị thấy cái kênh của em nè, có bao nhiêu người xem? Chị coi hết mấy cái video của em coi bao nhiêu người xem, mấy trăm, 200-300 người xem thôi. Thì đâu có lãnh tiền đâu chị. Mà chưa lãnh tiền nữa là em cũng cứ mỗi tháng là em cứ gửi cho anh Khương Dượng nhiều, gửi cho người đó nhiều, gửi cho người nọ nhiều. Em dứt ngâm một chút 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 để em gửi. Tại em không có tiền, em không có giàu. Nhưng mà 100 đô, 200 đô em vẫn cho được chị. Vậy chị chính hỏi chị nói em như vậy vì bản thân của chị sự Phật pháp chị hiểu được bao nhiêu, chị đi chùa một cả cuộc đời của chị đi chùa được mấy lần, một tháng chị ăn chay được mấy bữa, và tiền của chị giúp xã hội được bao nhiêu. Ba em lúc nào cũng dạy hết đó chị, trước khi mình nói người nào mình cũng phải nhìn cái gương mình soi lại mình trước, bản thân mình trước, coi mình đã làm tốt hay chưa. Em biết chị cũng là thương em, cũng muốn nhắc nhở em thôi, nhưng mà chị đừng có nói cái câu mà em đừng có tính toán này kia nọ để cho bớt nghiệp tội, là cái đó là rất là xúc phạm đấy em á chị. Cái đó nó làm em rất là đau. Và cái video này đáng lẽ ông bà cô chú anh chị em cũng sẽ nói là kêu em đừng có để tâm. Dạ. Từ lúc em làm video như thế này á, người ta chỉ em bị chửi là đĩ què lòng thối như kia nọ, mấy cái đó thật sự rất là nặng, nhưng mà em cũng bỏ qua. Khóc là khóc trong âm thầm nhưng mà cũng vẫn bỏ qua. Em chưa có từng làm video clip này kia nọ để mà nói lên cái lời bức xúc của mình, là tại vì thấy thì nói là không có đáng. Nhưng mà em đã đang bị bệnh tật rồi, nhưng mà chị còn nói cái câu em đừng có tính toán quá để cho bớt nghiệp tội, là cái đó là nó làm cho người ta rất là đau khổ. Chị có biết là từ lúc em có sức khỏe như vậy là mỗi lần là nhờ em lên em đọc bình luận để cho em có cái động lực em sống. Chứ đau nhức mỗi ngày như vậy là em không có muốn sống, chỉ muốn chết. Giống như hôm qua đến nay em không có làm video nổi là em nhức em bỏ ăn. Chỉ có gia đình em biết thôi à. Thường ngày em nhức em bỏ ăn nguyên ngày vậy đó. Mới hôm nay là sáng sớm rồi rất là đau bụng, đói bụng luôn, mới kêu mẹ làm đồ ăn sớm thế liền ăn. Tại vì hôm qua bỏ ăn nhức khóc nguyên ngày nguyên đêm. Mà sáng nay lên là gặp là đọc cái bình luận là gặp chị nói cái câu đó nữa. Chị còn nói là theo đạo Phật này kia nọ. Dạ thưa chị, em đạo Phật từ lúc trong bụng rồi chị. Em cũng đã có pháp danh luôn rồi chị, em cũng đã quy y luôn rồi chị. Cho nên nhiều ông bà cô chú cứ kêu Hailey Ly đọc chú đại bi này kia nọ. Dạ Hailey Ly biết đâu hết á. Ba Hailey Ly mất, người ta nói ăn ăn chay 49 ngày, Hailey Ly ăn chay tới 100 ngày. Người ta nói là mình lại quy y để mà mình lại để chuộc tội đi chứ nọ, nhưng mà không, hay ly lại quy y một ngày 101 lại để quy y cho để cái kiểu mà hồi hướng cho ba hay ly, chứ hay ly không có muốn cửa tội. Nó một ngày hay ly lại 101 lại để hồi hướng cho ba hay ly, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh chú Đại Bi, hay ly đều có hết. Cho nên chị đừng có nói em là có đạo Phật hay không này kia nọ. Chị cũng đừng có nói em tính toán để mà cho bớt nghiệp tội.
Bởi vì ông bà cô chú biết làm video khổ lắm, ông bà cô chú, mình lỡ mà mình giỡn cái gì sai một chút hay là mỗi cái này cái nọ chút xíu thôi là bị chụp bị dính liền. Đó là lý do sao mà Hailey từ lúc làm như thế như tới giờ Hailey chưa có từng dám livestream. Lúc nào Hailey cũng muốn livestream để mà giao lưu trực tiếp, để nói chuyện với ông bà cô chú anh chị em cho có thân mặt chút xíu, để mà mình được giao lưu cho nó có tình cảm chút xíu, nhưng mà Hailey chưa dám. Là bởi vì mình mà làm nó sai chút xíu thôi là bị dịnh liền. Đó thì chính cái vụ mà không có tiền bo thôi may quá cái nọ, hay là chỉ dựng mình lúc mà mình cầm máy mình quay mình chỉ muốn dựng lên cái câu chuyện gì đó để mà mình nói để mình có tương tác thôi, nhưng mà không ngờ là chị lại nói em vậy. Chị biết tiền YouTube đó giờ hả? Em chưa bao giờ lấy cái tiền YouTube luôn, mà nó cho em là em cứ gửi đi, cho em cứ gửi đi, mà trước khi đó nó không cho em, là từ nhỏ 16 tuổi là em bắt đầu em đã biết làm phước rồi chị ạ. Tháng nào cũng có tiền của em ra hết đó chị, tháng nào cũng có tiền của em ra cứu giúp hết cho chị, nhưng mà em không có kể, em không có nói gì đó, nói gia đình em không nói luôn. Lâu lâu có mẹ em vô thì em nói mẹ ơi, nó chờ ồ nó mẹ con bữa có cho vậy vậy đó thì kể cho mẹ nghe thôi, chứ mình cho mình không có nói, mình không có tính toán, tại vì mình cho đi là cái đó mình cho đi chứ mình không có kể lại. Nhưng mà chị nói cái câu em đừng có tính này kia nọ cho bớt nghiệp tội, cái đó nó rất là xúc phạm em, cho nên em mới làm video này em nói là thôi.